cầu Bà Lóc đi. Nay nghe một chuyện nó dẫn đi săn nữa nè em. Nay dẫn mình đi săn khu vực Châu Thành, Trà Vinh. Khu vực này như là chạy qua cầu Xây đó nè. Hôm nay em đi săn có bốn anh em với Mến, anh Trung. Giờ mình đang chạy dài vô mấy cái điểm này. Sớm giờ cũng bắn được 2-3 con rồi nè. Rồi, để hồi có những pha nào thì Soka sẽ quay cho anh em coi. Đâu anh Trung? Đâu vậy? Rớt anh em ơi, rớt cùng gói nha. Em không thấy. Rớt cái đằng đó luôn á. Nghe đâu? Nghe đó luôn. Thấy chưa? À, gãy cánh. Thấy rớt gì có gì à. Quái gì mà anh em ơi. Con đầu tiên nha. Ây, kiếm bịch anh ơi. Kiếm bịch Trung ơi, kiếm bịch không? Không, sáng đi. Nhỏ hết lông cánh đi Trung. Để nó hồi nó bay à. Rồi. Quá im. Tiếp anh em ơi. Thấy mày bay qua là được rồi, mày xong rồi. Rớt. Trời ơi. Con long không à. Nay số con long rồi. Sáng giờ anh cũng vậy vậy. Long không. Con em ơi mà vô không biết sao nữa. Xin nhà dân ta vô. Nè, leo leo qua chứ sao giờ. Xin chủ nhà leo qua thôi. Nó nằm ở chỗ lá khô á. Đâu rồi? Đây nè. Được anh em ơi. Cù này anh em ơi. Gà anh em ơi, leo gào vô. Cực quá. Nó ăn viên rồi đó. Anh bắn nó ăn viên rồi. Trúng. Em đẩy nó ăn viên rồi đó. Trời trời, ba bị bốn con luôn. Nguyên ổ luôn nè. Đâu coi coi coi. Sao hè nè, sao hè nè. Xài nè. Nó lủi đã, lủi đã. Trời ơi. Trước nè, trước nè. Rồi rồi rồi, xuống xuống trong trạm mày nè. Rồi rồi, nhanh nhanh chung đi xuống đó. Chỗ này nè. Trời ơi, trời. Không bị bịp. Nó ừ chỗ chung đi xuống anh Trung. Nghe cho bụi gán á. Ờ rồi đó đó. Chưa. Trời chạy dưới hụt hả cha? Trời ơi, 2 mét. Không tới luôn hả? Tao lại mày. Đó, ừ, vô đó đó, nó mới lũi vô đó đó. Ngay giữa anh với thằng Mến á. Không qua đâu. Dạ, mình bịp. Bắn nó dính đạn rồi. Rồi ơi. Ngay góc chạm chính giữa anh với anh Mến á. Anh em ơi, sớm giờ mấy anh em đi một buổi trời luôn. Gặp biệt mấy chục con mà không được con nào luôn anh em. Ôi trời, mệt mệt nè anh em. Cái xứ này mệt cỡ này không à. Nãy giờ có chục con mà giếm được nào cho anh em. Nghe đầu hả Trung? Nghe cổ à, ờ. Hèn gì. Đi tiếp anh em ơi. Quá trời. Có lạnh không? Không, ở đây người ta không có lạnh. Ngoài này nó bắn ghẻ. Nó đứng như người đàn chỗ cái vết thương. Bắn cái này cái cây luôn mà. Bắn cái cây luôn. Nó dội lên hả? À thánh gì trời. Bắn dội lên rồi trúng luôn hả? Nó bay lên trên mến bắn mới rớt. À ghê vậy. Thôi ngựa chạy đi nè. Ngựa chạy đi rồi đi tiếp chứ khác có sao đi nổi. Ừ không được thôi lụm đi. Gán lụm đi. Thôi cái gì mượn cái xuồng gỡ. Sao không được. Quay cái lái lên. Quay
ai biết. Có ai nói mày tỉnh đâu mà mày không khùng. Ma này bắn chim ngon ngon không hết. Nay tôi hú cái gì bị biệt nhóc chân mà anh em làm không được chứ. Cuối cùng được con cu nữa. Được rồi. Uống nước. Này bắn cái bắn dây mới nè, test. Dây 0.7 à, lên đô rồi. Từng bữa 0.65. Sao được không? Nhìn cu nổi à. Ừ, hồi mình kiếm đường mình băng tiếp thôi, mình kiếm cái đường ra anh á. Hồi nãy mình đi đường mấy bản trời. Kìa có cầu kìa. Ê mình đi bằng bản luôn. Ra đây hết rồi, ra đây. Chút hả? Ờ, vậy lắm chô con mình đi. Ê, em hết đậu cái dừa kìa mất. Lại lại cho cá. Có đậu. Trời ơi. Tê chút xíu mà anh. Chị tới chút xíu rồi. Bắn gấp quá. Bắn gấp quá gấp. Má anh gấp quá. 4-5 người vậy đó hả? Đứng đầy văng tung luôn nè. Trời ơi là trời. Bị thương chưa? Bị thương rồi. Rồi đâu? Nằm đó. Nằm đâu em chưa thấy luôn. Nó đâu vậy? Nằm đóng cục luôn, mất luôn, mình lại đã luôn. Dạ. Anh chưa thấy nó luôn nè. Ở sủ luôn hay gì vậy gai? Trời ơi ba ơi. Rồi qua bển luôn, thử địch luôn. Còn nằm đó. Má vô nhắm trời. Má dội với bạn luôn. Một viên nữa nè. Rồi sụm xuống cái nữa rồi đó. Đâu anh thừa? Nằm đó kìa. Rồi té đó. Rớt kìa. 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 Ngay cổ rồi. Luôn đây. Ai bắn trúng rồi lụm chứ. À. Có đường xuống đó không? Có. Cái nhánh này ra có miếng gai đâu nè. Đây nè nè. Ê nó cát được 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 được. Được. Đẩy nó đi. Để lụm bị bẹp đá. Bắn cái gì đâu bồi chát. Trời ơi nó bự anh em ơi. Ngay đầu rồi. Một em. Tiếp tục anh em ơi. Đó con đó kìa. Này em bị bếp non mà. Rồi. Tiếp tục anh em ơi. Lỗi. Giết. Má cái con cù này em lại bỏ. Lỗi luôn anh em ơi. Sâu chứ giờ không lấy bỏ nữa. Đó. Ca lội luôn anh em. Chứ giờ hết mồi anh em ơi. Không lẽ giờ bỏ. Ơi. Má nó sâu như vậy. À, nó mới vét kinh phải không? Kinh thiệt. Thì coi anh em ơi. Chứ không lẽ giờ bỏ hết chim sao ăn. Mập mà. Thì tiếp anh em ơi, chụp cả ướt hết. Nghe em thấy con cù nè. Trời ơi ba ơi, lại gần chút xíu đi. Bắn này thật trúng. Cái đâu vậy? Cái đâu vậy? Nó nằm đó. Nè, trời ơi, đủ quá. Chim rớt tuốt nó cho nội luôn.
Cô cầm lên thôi. Bay luôn hả? Ừ, bay. Trời ơi, uổng vậy. Thôi được rồi, con này được rồi. Tục cái, tục cái. Cỡ này mà. Thế vẫn hay vậy. Rồi. Đi bên em ơi. Con đó anh em ơi. Vô. Vô. Múc kia ngoài. Trời đứng ngoài la nữa trời ơi. Trời ơi. Nó bị thương chắc cắn cầm đó. Kiếm nó đi. Múc cái luôn, xấu luôn. Ây da. Múc ở đây luôn nè. Ừ. Sao vậy? Trời ơi là trời. Đứng còn ngoài ca gớt nữa chị. Kiếm ai vòng vòng đây nè. Ê hát lợp ơi. Nó vòng vòng đây nè. Có ai giữ xe phải không? Trời mềm bếp. Bye anh em ơi. Hiện tại thì mấy anh em mình đi săn về rồi. Thấy giờ mưa quá chạy về luôn anh em ơi. Giờ đang tập trung ở khu công nghiệp Long Đức. Đang vô khu công nghiệp này kiếm khúc lũi anh em. Khúc lũi này. Hồi nãy sầu ca dí miệng bẹp đó té đau quá. Giờ thở hết nổi rồi. Giờ đi kiếm khúc lũi anh em ơi. Nó bên mấy cái cỏ này nè. Đường này không? Này cũng có bẹp bẹp nữa. Giờ mà có con nào nè. Này hên xui nghe anh em lá cây không à. Rồi hụt luôn. Ê trúng kìa. Trúng bạn kìa. Trúng rồi. Lụm mến. Lẹ qua luôn mến, nó bị ăn bi đó bánh. Xếp cổ rồi. Rồi. Nhìn nó bánh. Không lụm lấy vàng. Không lụm lấy vàng ba. Thấy nó không? Nó bay không nổi đâu. Rồi nhìn kiếm chim thấy hiu quá vậy. Tới rồi. Dưới đất á. Gớp cù đó nè. Dí nó. Gớp con nè mày. Sao quạt ta? Rồi đây này nè mày. Ghép phòng trọ bằng chim rồi mà không xong với nó nữa. Túc nó bay lại đẩy rớt rồi. Quay lụm nè mày. Nãy đi bắn cũng được 7-8 con nhí. Trời. Giờ mặn luôn rồi, hồi nướng nhậu luôn anh em ơi. Hôm nay vô đâu cũng mấy anh em dưới đây không à. Cũng khá ok. Rồi về anh em ơi. Cuối cùng thì về rồi, mưa rồi mấy anh em về nè. Nè điểm chim. Mến. Đang cầm mến quay nè. Chuyển. Đi săn có một vòng rồi mưa. Búng đầu nó rồi. Rồi xong. Xong rồi, cái này. Rồi được mớ anh em ơi, giờ điểm rồi. Rồi.
Ừ, giờ chim sống nhau nha. Này. À, được mới anh em ơi. Về được 2 4 5 cụ. Cho cảo rồi. Với cái lòng chảo nha, mất lòng chảo á. Rồi rồi, bữa gan, bữa gan. Có con ngói đó, con ngói sống mà vậy. Sáu con nhí nè. Con ngói nè. Con nhí nè. Đó anh em ơi, được nhiêu đây nè em ơi. Cuối cùng thì hôm nay bắt được nhiêu đây nè. Này được nhiêu đây nè. Rồi để mấy anh em mình nhổ lòng rồi nướng làm lá gai rồi về anh em ơi.